Chào mừng anh chị em quay trở lại với video tiếp theo của em Thanh Phạm nha. Hôm nay thì shop linh kiện Thanh Phạm lên cho anh em một số những cái mẫu sản phẩm mới về cũng như là những cái dòng sản phẩm của shop đang có. Thì đầu video anh em giúp em xin nút like, một nút đăng ký kênh. Cảm ơn toàn thể anh chị em. Trong cái video này thì em Thanh sẽ lên cho anh em những cái món thiết bị về đồ nhà vệ sinh nhá. Thì nó có một số những cái mã trên cũng như là những cái dòng sản phẩm mới về. Đấy, ổ đúc cao su mới về này. Ở dòng ô nhật chiếu điều hòa đồ kim khí đấy những cái dòng dao bãi mỹ dòng dao uh, uh, cai và nguyên hộp đó thì em sẽ lên uh, chi tiết cho anh chị em nhá ok xin mời uh, anh chị em đi vào uh, những cái sản phẩm chính rồi em thanh sẽ giới thiệu đến toàn thể uh, anh em và các bác những cái mẫu dao uh, corini của bãi mỹ nhá thì cái uh, mã này em về uh, cũng tương đối là nhiều đấy lên cho anh em nào thích cái mẫu nào thì có thể liên hệ luôn nhá và giá nó chỉ có vài chục ngàn thôi. Giá nó quá là rẻ luôn. Một con dao chuyên thái. Đấy, thái thịt bò. Các bác cầm này thái thịt bò cũng được, hoặc là anh em chuyên chuyên lọc thái hoặc là các các kiểu mọi người dùng chuyên bánh bán mì á thì mọi người cắt này. Đó. Thì đây là những cái con dao của bên Mỹ người ta sử dụng. Thương hiệu của nó là thương hiệu Corini. Đấy, Corini. Đấy anh em nhìn nhá. Corini Thì ở đây nó có nhiều các mẫu mã khác nhau lắm Tức là có con dài, có con ngắn Đấy, con dài, con ngắn Và nó có những cái con nó nó rất là nhỏ như thế này Đây, em mời các bác coi Đấy, có những cái con nó rất là nhỏ như này Rồi, có con cán này là tương đối là đẹp Có con thì cán của nó thì nó vận chuyển về thì nó có hơi xước Xước cái phần cao su cầm tay Thì uh, cái mã như này em uh, anh em nào cần những mẫu mẫu như nào thì báo em kích thước của nó là toàn là 30 với 20 mấy phần đấy, đấy và giá nó chỉ có vài chục ngàn thôi 80.000 một chiếc mọi người nhé 80.000 một chiếc dao như thế này đấy, siêu ngon trên này đánh những cái vân uh, vân uh, xước ở đây này đấy, những cái vân xước luôn nhé rồi mẫu này là mẫu uh, dao uh, thái thịt uh, lợn quay nhá thái thịt quay nhá mọi người nhá đấy cho nó dễ đấy, dễ cho đơn này, anh em ạ các bác bảo cho anh con uh, Dao chuyên thái thịt uh, heo Thái thịt heo Rồi Anh em nào mà thích những cái mẫu như này ấy, Thì uh, thấy nó phù hợp với công việc của mình ấy, Thì uh, các bác lên mã C giúp em nhé Cô này Đấy, Thì em lên cùng mã C, C nhé mọi người nhé Mã C Mã C này uh, giá 70k Mọi người ạ à, 70k Có Một con như này Siêu ngon luôn nhé Đấy. Anh em mà thích dùng cái này có thể về mài lưỡi đi cũng được Mài lưỡi đi mình cầm mình thái rất là hay Đẳng cấp luôn Tức là nó độc đáo mọi người nha Nó độc đáo lắm Đó. Rồi ok 70 ngàn đồng Con này thì cái phần răng của nó nhỏ xíu ấy. như một cái cưa sắt ấy Đó Rồi ok anh em Mã này 70k nhá Qua cái mã chuyên lọc thái Mã dao chuyên lọc thái thì có những cái bản như này Đấy, bản như này thì cái bản như này thì nó cũng có con dài có con ngắn hơn một gang tay như này và có một con cũng cũng hơn một gang tay hết như này mọi người nha. Đấy, riêng mấy cái con to to như này thì nó lại là dòng con khác nhé mọi người nha. đấy còn hầu hết là những cái con nhỏ hầu hết là những cái con nhỏ như này. rồi ok anh em này Corini này con này thì uh, chuyên lọc thái anh em về uh, nó cũng có phần xước và phần mẻ như này khi mà vận chuyển về đấy mọi người nhá vận chuyển về thì nó có va chạm thôi chứ còn bình thường người ta cũng không có dùng mé đâu đó rồi con này thì hơn một gang tay của em như này ha hơn một gang tay hàng Corini còn nguyên mã số như này còn nguyên mã số như này đấy, còn nguyên mã số của anh em nhá giá thì nó cũng chỉ có 70.000 một con thôi đấy và anh em lưu ý nhé cái dòng này thì cũng có con nó mẻ mẻ một chút thì anh em về mài giúp em nhé còn chất thép thì em bao sầu cho anh em luôn. Các bác cứ về dùng thì các bác biết những chất thép của cái dòng như này hay như nào. Đấy. Mã này là mã CO này. Đấy, CO. Con này uh, giá đây Corini. Đấy các anh em cứ bảo là ra Corini giao Thái lọc như này. Uh, giá của nó cũng là 70k nhá. 70k. Đấy, siêu hạt rẻ luôn. Con này các bác về là làm củ quả xa đắt các kiểu làm cá làm thái thịt bò thịt heo mà mài mình mài sắc sắc được cái lưỡi này ấy. thì đảm bảo anh em là dùng bao phê luôn và cái dòng này mình mài nó cũng rất là, là, là nhanh sắc chứ không phải là ấy đâu nhá là rất thép nhá chất thép Corini các bác thích cái dòng bàn lớn đây bàn lớn thì con này méo mất rồi mẹ cũng được Còn anh em về mài qua xong là bắt đầu làm lại lưỡi là ngon luôn con này bản của nó đâu đó khoảng tầm 6 ly 6 phân mọi người nhá 6 phân Đấy, hàng Codini này siêu đẹp luôn Đấy, siêu đẹp luôn con này thì cán nó bị uh, khi vận chuyển nó bị lẹm miếng rồi. À, hàng bãi mà anh em giá 100 ngàn một con những con bản lớn như này nhá bản lớn và to Đấy, bản lớn và rất là to như này rồi ok còn vài con tôi vài con to thôi riêng cái con này thì nó lại, hai con này thì nó lại răng cưa Đấy, hai con này răng cưa không biết ở bên uh, Mỹ của nó thì uh, nó lại sử dụng uh, bằng cái công việc gì mà nó lại làm con dao răng cưa như này. Thì em cũng chưa được nắm rõ anh em nhé. Các bác nào biết thì có thể uh, comment bình luận giúp giúp em tí nhá. Đây là con này giá của nó là CT này, mã CT. Đấy, mã CT này là là 100k mọi người nhá, 100k. Đấy. CT 100k. Tiếp theo em thanh lý cho anh em một cái xẻng anh em nhá. Con này con xẻng gấp đa năng Đấy xẻng gấp đa năng này Còn có duy nhất một chiếc thôi Các bác có thể thay thế là thành một cái cuốc được Đấy còn duy nhất có một chiếc thì em thanh lý nốt cho anh chị em nhá Con này thì được làm một hộp hợp kim Và nó sẽ không có gì han gì cho mọi người nhá Không han gì Đấy không han gì và nó rất là tiện khi mà các bác nào mà đi bán tải đi ô tô đi hay đi phượt thì dùng những con này để khi mà xa lầy thì các bác có cái dòng này các bác xúc Đấy, để đào đào bánh rồi anh em có thể siêu tầm để làm cây cối vườn tược trong gia đình một đầu của nó này. dòng này các bác có thể là tháo được những cái khớp đây nhá đầu này đầu đánh lửa này đầu đánh lửa này Đấy, trong là có những cái giòn cao su hết để tránh tránh nước nó vào bên trong đầu phá kính phá đá này đầu phá đá này và những cái khớp đây những cái khớp này là các bác có thể là xoáy rô ra được đấy và nó gấp gọn là được như này kèm thêm một con dao như này nữa nhá kèm thêm một con dao như này nữa cui bia rồi làm các thao tác khác nhau Đây em đánh lửa cho anh em coi ha đấy đánh lửa này Đó, các bác thấy không cháy luôn Đấy, đánh lửa đây là phần còi nữa này. thổi còi nữa này thì em giới thiệu sơ qua nhé nó có 1 2 3 4 4 khúc nối thì các bác về xoáy vào giúp em kích thước dài của nó là 90 mấy phân á chín mấy phân các bác nhé đấy nó dài như này nó dài như này rồi ok em uh, gửi đến cho anh em cái mã này thanh lý cho anh em nhé thanh lý còn duy nhất có một một chiếc thôi các bạn ạ một chiếc thôi ở đây thì nó có chữ uh, Kubi Start in Japan này khi carbon 3 player đấy tiếng Anh thì em đọc <laughs> đọc chơi <trên> chơi vậy <laughs> chắc là không đúng đâu nhưng mà thôi anh em thông cảm nhá con này giá của nó là 400.000 đồng nay em thanh lý nốt cho anh em là 370k mọi người nhá bao ship bao ship cho anh em này đấy mọi người được giảm 30.000 và được bao ship nữa rồi nhá còn mỗi duy nhất có một chiếc thôi Các bạn nào cần thì liên hệ với em Đó Ok anh em này Đây là cái phần ổ đúc cao su Mọi người nhá Con này thì mã này nó mới về Nó có tổng thể của nó là 1, 2, 3 4 cái ổ cắm nhá mọi người nhá bốn ổ cắm thì cái phần này Mọi người xoáy ốc ra và mọi người đấu điện vô trong này là ok nhá. Con này chịu lực lấy búa kìa thoải mái giúp em. Dòng này nó 16A và 250V. 250V, chịu lực là 250V. Đây thì có một cái công tắc tắt bật và một cái đèn báo đây này anh em này. Đấy, siêu siêu ngon luôn. Đấy, mọi người nhá, siêu ngon luôn. Các bác mà đấu vào đây thì đúng chuẩn bài luôn này. Đấy, lỗ đúng 2.5 à, vẫn vừa dây to vẫn vừa này. Dây này dây Julo cực, cực kỳ to nhá mà vẫn vừa này. Đấy anh em thấy không? Đấu quả này thì đúng chuẩn bài luôn đó rồi ok chân này là chân chuẩn mỹ này chuẩn mỹ chân chéo này Đấy, chuẩn châu Âu luôn này hai chân chéo nhá con này thì các bác uh, dùng uh, mang đi công trình chiến đấu thoải mái giúp nha Đấy, chiến đấu thoải mái giúp nha cái này thì uh, à, sau đi anh em nhá cái này thì nó cũng gọi là chịu lực tốt thôi chứ chứ nó không như cái dòng uh, cao su non kia đâu các bác ạ nó không như cái dòng cao su non kia đâu nó dùng cũng rất là ổn áp thôi nhưng mà nó không bằng cái dòng cao su dẻo Đấy, ok Mã này 50.000 đồng trên một chiếc 50k trên một chiếc về các bác đấu thử đây đấu vào đây là quá chuẩn bài luôn này đấu vào cái dây nguồn này đấy chuẩn bài luôn đây có thể công tắc tắt bật khi mà các bác muốn tắt đi muốn bật lên đó ok nha các bác nhá ổ đúc 50.000 đồng ổ đúc vàng đấy, ổ điện vàng mọi người nhá ổ điện vàng 50k tiếp theo em còn thêm cái dây Zulo Đấy, quận này là quận D1 nhá mọi người nha 14m60 14m6 Đấy, 14m6 Cái này nó dính qua rồi mọi người ạ 14m6 Giá của nó là 440.000 đồng Bao ship này Quận này bao cho các bác thông mạch Các thứ đầy đủ, không lỗi lầm Không lỗi lầm Một đầu có phích cắm nha Một đầu có phích cắm Đấy, còn một đầu còn lại là không có ấy nữa. Đấy, anh về các bác uh, đấu rô cho em vào cái này. Đấy, mua thêm một cái ổ này nữa là mọi người dùng uh, quá ngon luôn. Đấy, mọi người dùng quá tuyệt vời luôn nhá. Một cái ổ này nữa, mọi người đấu rô đây. Đó. Rồi, quần này D1 giá là 400.000 đồng, à 440.000 đồng so với anh em. 440.000 đồng, giá nó dài là 14,6 m. Dây là dây 3 lõi, dây 3 lõi 2.0. 2 da. Đấy cái đầu dây đâu ta? Đây. Đấy, hai hai đầu da này, tức là hai hai lớp da bọc và dây 3 lõi mọi người nhá. Cái phần dây xanh này nó là cái dây tiếp địa mọi người nhá. Mọi người đấu cho em dây trắng và dây đen thôi. Dây xanh là dây tiếp địa, mọi người bỏ qua. Đấy, còn anh em thích đấu tiếp địa thì mình sử dụng cái dây xanh. Thì đây, dây xanh của nó là cái chân tròn tiếp địa này. Còn đây là dây chân mát Đấy, chân mắt và chân dương Ok mọi người Quận này 440.000 đồng này Tiếp theo quận này là Quận này là mã 13 mét này Quận này 13 mét Giá của nó là 390.000 đồng Bao ship Bao ship cho anh em Dây bao cho mọi người là thông Và hoạt động bình thường Không có sức sát dây này Dòng dây này không có sức sát Dây này cũng là dây 2.0 2 lõi. À, hai da mọi người chứ, hai da. Đấy. 390 000 đồng 13 m mọi người ạ. Bao ship. Tiếp theo một cái dòng dây của Nationa thanh lý nốt cho anh em 80 000 đồng gần 5 m, gần 5 m mọi người nhá. Dây Nationa hàng công nghiệp tháo máy này, vẫn còn cái đầu khuy. Đó, dây ba lõi dây 3 lõi 2.0 mọi người nhá dây ba lõi 2.0 dây đồng chuẩn 100 phần trăm đây hàng nationa hàng nationa sản xuất là nó có đời sản xuất ở đây anh em ạ nhưng nói em xem là nó có đời sản xuất ở đây mà đâu ta Đấy, cái quần này không không thấy không thấy có các bác ạ không thấy có ở à đây đây như này quận này là 2005 này đấy và còn siêu đẹp luôn 80.000 đồng trên một quận như này gần được 5m 5m có quận 5m đấy thì nó dao động khoảng 4m 9 5m gì đó đấy rất dài như này rồi em đo thử luôn thì nó được 5m các bác nhá 5m cái quận này mà có 80.000 thôi quá siêu rẻ rồi rồi ok anh em tiếp theo sang một số cái dòng sản phẩm về thiết bị vệ sinh thì em có một số những cái mẫu thoát sàn lavabo vòi củ sen đồng và một cái cây sen bàn phím nhiệt độ như này thì đầu tiên em giới thiệu đến cho anh em một cái mẫu thoát sàn trước thoát sàn này thì nó là thoát sàn khử mùi khử mùi mọi người nhé thoát sàn khử mùi và nó được kết hợp với cả đồng cối đồng nữa luôn đây là cái cốc chứa nước của nó này Đấy, bằng đồng và rất là sâu như này em nhé rất là sâu rồi em sẽ đưa vô Đấy, cái phần uh, mặt nốc này siêu đẹp và dày siêu đẹp và dày ở đây là nó có cái phần uh, ống chứa là 110 cho đến 90 đấy rồi lần lượt lần lượt, lượt ở đây kích thước của nó là 12 x 12 vuông 12 x 12 và rất là khuôn sinh luôn đấy cối đồng này em nhìn chưa nó ngăn mùi rất là tốt cho các bác luôn đấy để cho cái mùi ở cái phần uh, ống nước thải ấy, nó không có bốc lên nó không có bốc lên đây các bác nhìn này siêu đẹp luôn, đấy, siêu đẹp luôn. thì uh, nó về theo một cái lô công, nó có vài con thôi. đấy lên chia sẻ luôn luôn cho anh em biết. Uh, các bác nào cần cái mẫu này thì uh, có thể liên hệ, đấy, liên hệ giúp em nhé. siêu đẹp luôn, đấy các bác thấy không? mặt uh, ni nốc uh, sáng quắc luôn, sáng quắc luôn. con này uh, giá nó đang là 250 trăm năm ngàn trên một chiếc như này nhá, 250 trăm năm ngàn trên một chiếc thoát sản khử mùi. rồi tiếp theo này một à, cái vòi la à, cái cái vòi này nó là cái vòi lavabo anh em nhé lavabo củ đồng là lavabo đúc đồng đúc luôn ở đây thì nó sẽ có hai đường cấp nóng và lạnh đây các bác này Đấy, nóng và lạnh này Đấy, ở trên này thì uh, nó là đồng và nó phủ thêm một cái lớp uh, lớp uh, Chrome chrome rất bóng này sang trọng lịch sự đây Đấy, rất là sáng nhé mã chrome Đấy, siêu đẹp luôn để anh em cho vào cái vòi lavabo mình rửa mặt rửa mũi sáng ra đánh răng rửa mặt tặng kèm cho anh em cặp dây nóng lạnh luôn đấy nóng lạnh nhá tặng kèm cho các bác các bác đưa vô đây là các bác xoáy vô thôi còn cái này phần này là các bác cứ xoáy ra này lắp vào cái vòi la cái bệt là cái lavabo của các bác á đấy, xong các bác xoáy vô là ép chặt nó xuống là là mình xài siêu ngon luôn đấy, một cái củ như này trị giá là 450.000 nhá 450k cho một cái vòi lavabo rồi em có ghi vào đây trên này luôn cho các bác xem nhá Đấy, 450k 450k vòi lavabo em bao ship cho anh em luôn nhá Đấy thì nó có vài củ Đấy, vài, vài cái lavabo như này sản phẩm tiếp theo em giới thiệu đến các bác đó là cái củ sen nhá Đấy, củ sen củ xe này thì nó được làm hoàn toàn là bằng đồng luôn, Đấy. hoàn toàn được làm bằng đồng và có kết hợp luôn cả một cái ốc là cái ốc ốc ni lốc đây, ốc ni lốc thì sản phẩm này nó đây củ đồng này anh em nhìn nhá củ đồng và đây là ốc ni lốc nếu mà ốc đồng thì xoáy nó hay bị 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 vỡ mọi người ạ, Đấy. còn đây là ốc ni lốc nhé các bác nhá, ốc ni lốc hết Đấy, nó bao gồm cho anh em cả cái cái gật gù như này, à, cái chữ z như này nhá, chữ z này cũng được làm bằng đồng này, Đấy, được làm bằng đồng hết, đây các bác có thể nhìn rõ hơn nhá, Đấy, được làm bằng đồng hết này, và bên trong của nó thì nó sẽ có nó sẽ bên ngoài của nó thì nó có một cái lớp xi, lớp chrome bóng siêu đẹp luôn, sản phẩm đầy đủ phụ kiện cho các bác từ uh, J và chữ Z. các bác lắp rô này cho em. Đấy, và mình xoáy rô thôi. Đây anh em chờ em chút xíu em lắp rô cho anh em coi ha. Cái phần chữ Z này ấy, thì uh, tùy tùy theo các bác đang đặt kia đường cái cái cút cút gen của nó là bao nhiêu à, cút gen của nó rộng ra bao nhiêu đấy còn gen này tiêu chuẩn của nó là gen 21 rồi thí dụ như các bác đang để rất là rộng này thì mình sẽ bẻ ra còn nếu mà mình đang để hẹp thì mình để đưa vô như này đấy, đưa vô như này đấy, thì nó siêu đẹp luôn như này các bác nhé Nhìn, cứng cáp đấy, đầu gật gù nóng và lạnh nóng lạnh nhá siêu đẹp luôn đấy, các bác theo Cái này em đang gửi đến cho anh em với cái mức giá là 550k bao ship này. 550k, em bao ship cho anh em cái mẫu này. Nó có vài củ nhá các bác nhá, 245, 5 củ. Đầy đủ phụ kiện cho các bác. Rồi, tiếp theo là em về được một vài cái cây sen. Cây sen bàn phím nhưng mà dòng này thì nó lại về là nó lại mất cái cái hộp của nó là nó bị bị nước mưa và nó nó rất là mềm rồi đấy thì nó tả tơi là không còn gì nhưng bên trong của nó thì đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Đấy, cây sen này nó là được làm bằng cây sen đồng đấy, phủ một lớp uh, chrome màu nhám như này, nhìn rất là đẹp. Và ở đây là có những cái nút này, đấy, có cái nút để mình xả đây là vòi dưới này, đấy, vòi uh, xịt uh, đây là vòi dưới này, còn đây là vòi xịt uh, cầm tay, để mình xịt rửa cái này, rửa giấy, các thứ, rửa tường, rửa tiếc mọi người nha dây của nó là dây lò xo so. chống dối và đây là vòi trên Đấy, đây là những cái phím đàn và đây là cái vòi cầm tay các bác nhá ở đây thì nó sẽ hiển thị được cái thông số nhiệt độ của thông số nhiệt độ của của cái nước nóng lạnh của các bác nhá Đấy, cái này là phần gạt mở tổng này xong là mình sẽ xả đây Đó, các bác thế chu kỳ hoạt động của nó như vậy thì ở đây nó hiển thị nhiệt độ nhưng mà các bác không phải lo là là mình phải cắm điện gì đâu, tại vì dòng nước đi qua đây, nó qua một cái con cảm biến là tự động nó lên cái cái nhiệt độ các bác nhá. Đấy. Đây là đi trên in Germany này, in in Germany. Đấy thì bên trên này nó có một cái tay cầm. Đấy, tay cầm. Cũng được làm bằng nhựa, chất nhựa ABS siêu xịn luôn. Siêu xịn luôn. Đấy, ở đây có một cái nút ấn nữa. Đấy. Dây dây chống rối nhá. Dây chống rối. Rồi, phần mặt mặt trên này Siêu cứng cáp luôn. Đấy, siêu cứng cáp luôn. Những cái đường tia này nó được làm bằng silicon nhá, silicon. Rồi, ok nhá. Thân này nó là thân đồng mọi người nhá, thân đồng hết mọi người này, nhìn này. Thân đồng hết nhá. Em bao cho các bác là đầy đủ phụ kiện luôn đây Đấy, các bác nhìn nhá rất là rõ ràng nhá rất là rõ ràng dành mạch này đó cây sen và em sẽ kiếm vỏ em bỏ rô và gửi đến cho các bác thôi giá em gửi đến cho anh em giá chỉ có 1 triệu 850 nghìn đồng bao ship cho anh em đây em sẽ ghi vào đây luôn nhá 1 triệu 850k Đấy, bao ship anh em đặt cọc mới đi hàng nhá mọi người nhá đặt cọc mới đi hàng 1 triệu 850 nghìn đồng Đấy, em mời anh em có thể là tham khảo kỹ cái bộ này để mọi người có thể sử dụng trong gia đình Đấy, cũng như trong cái phòng tắm nhà mình sắp đến mùa hè rồi mùa hè thì các bác có thể sử dụng, sử dụng cái mẫu này tắm rất là thích nhá rồi ok đó là một vài cái mẫu đồ thiết bị về nhà vệ sinh tiếp tục thì em giới thiệu đến cho anh em những cái mã dao cao cấp của thương hiệu Kai Đấy. mã này thì uh, nó là dòng cao cấp như ở các công ty xuất khẩu uh, những cái đồ nhật thì nó đang bán những cái mẫu này thì rất là nhiều tiền nhiều tiền nhưng đây là những cái mẫu mà nó là hàng bãi về nên là giá thành nó cũng rất là hợp lý thôi như mẫu cái con này người ta đang bán trên uh, sàn trên uh, TikTok Đấy, của uh, thương hiệu gì ta em quên mất à nó đang bán cái dòng này con này là hơn một triệu này đấy nhưng mà em chỉ có 420.000 thôi anh em ạ hàng bãi bọn em nhập về thì nó theo cái hệ thống hàng bãi nên nên là giá nó tốt hơn rất là nhiều nó về theo một kg công đấy nó có những cái sản phẩm mới có những cái sản phẩm cũ đây em chia sẻ đến cho anh em luôn nhá hàng liền thân Hàng liền thân Đằng sau này thì có mã này Đấy, Mã cai này Mã cai anh em này Đấy. Trên đằng này thì Cũng có thêm một thương hiệu nữa này Cũng có tên này Đấy Hình như hơi tối anh em này. Đó, Anh em có thể quan sát cái mẫu này Hàng siêu vip luôn Hàng siêu vip luôn hàng này thì nó nhiều tiền thì em sẽ đo kích thước luôn cho anh em và các bác quan sát nhé rồi em sẽ đo cái phần bản ngang bản chiều dài của lưỡi này bản ngang của nó là 4 4 phần tư này anh em nhìn nhé 4 phần tư này và chiều dài của lưỡi đây chiều dài của lưỡi là 16,2 phân 16,2 phân tổng chiều dài của nó nó là 29 phân hơn chút xíu nhưng mà tính 29 phân nhé trọng lượng nó rất là nhẹ con này chỉ thái thịt thái thịt thái sashimi rồi là thái tất cả các loại củ quả salad các kiểu mọi người nhé con này thì anh em yên, yên tâm đi Đấy, siêu siêu sắc bén luôn rồi dòng này thì các bác cứ yên tâm là nó cứ phải gọi là siêu sắc bén luôn Đấy, mọi người thấy không nó siêu sắc bén luôn này Đấy, mọi người thấy không quá đã luôn quá đã luôn miền Bắc đang vào cái chu kỳ nồm ẩm giấy của nó rất là mềm mà nó được nó dọc được như này là là quá là là chất lượng anh em ạ. Quá là chất lượng. Một cái mẫu như này. Rồi ok anh em nhá. Mã này em gửi đến cho anh em với mức giá là 420 000 đồng Con này là con con K1 mọi người nhá. À K2 đi. Đấy, K2 giúp em nhé Tại cái mã T2 này em T1 này em lên rồi em lên rồi để tránh trường hợp nhầm lẫn thì các bác lên cho em cái mã K2 nhá Đấy. K2 giá 420.000 đồng 420.000 đồng cái mã này Đấy còn có hai hộp có hai chiếc Đấy có hai chiếc thôi cũng không có nhiều mọi người nhé. 420.000 đồng cho mã K2 mọi người ha tiếp tục là mã tiếp theo này mã này thì ở đây thì nó làm thêm kiểu dạng là ba đường lưỡi luôn đây anh em chờ em bóc bóc ra nhá rồi em mời anh em quan sát một cái cây này cây này thì nó cũng gọi là siêu đỉnh cấp luôn con này thì cán của nó là cán bằng là bằng nhựa anh em nhá đấy, cán bằng nhựa nhựa xịn luôn này, anh em này nhựa xịn luôn ở đây thì phần lưỡi của nó này thì nó được làm tách biệt luôn này các theo không ạ tách biệt luôn đấy tách biệt luôn về mặt đằng sau này thì uh, nó là thương hiệu Kai mix in Japan cái này là uh, mã của nó này Đấy, 1908 13 là một nhá Đấy, mã của nó nhá thương hiệu Kai còn nguyên trong hộp như này nguyên trong hộp như này đấy thì uh, đây con này thì gọi là cũng gọi là siêu sắc bén rồi tại vì là bây giờ em sẽ dọc theo kiểu là dọc sợi luôn nhá Đấy, mọi người thấy không? Lọc sợi này. Rồi là chém này. Đấy, chém này. bạn thấy không? Anh em thấy không? Rồi, ok nhá. Đây, đây đây, em đo luôn cho anh em coi này. 4 phần rưỡi mọi người nhá. Bản 4 phần rưỡi nhá. Lưỡi dài là 16,6 phân. Tổng chiều dài của nó là 29,5 29,5 phân. Đây, tổng chiều dài đấy anh em nhé. Rồi ok, anh em lên mã K2 giúp em nhé K2 giúp em, con này có 3 con thôi mọi người ạ Có 3 con thôi Đấy à, Lên mã K3 mọi người ạ Em so đi, so đi mọi người K3 giúp em đi nhé Mã này là K3 Giá 420.000 đồng ba Có 3 con duy nhất Siêu hạt rẻ anh em ạ Hàng hàng hiệu gần siêu hạt rẻ luôn tiếp theo em giới thiệu đến cho anh em một cái mẫu kéo cắt gà cắt gia vị nhé rồi con này là đa năng này nó có thể kẹp càng cua ăn hải sản ở đây nhá rồi anh em có thể cầm này, cui bia được này. Đấy, cầm cui bia Đấy, cui bia lên mọi người nhé. phần này cũng có cái phần răng cưa đánh vẩy này dòng này thì nó có thương hiệu được dập dập chìm ở trên thân này Đấy, thương hiệu này thì thương hiệu nhật của thương hiệu kabushi này, đặc quyền luôn này Đấy, sống của nó thì tương đối là dày dẫn như này nhá các bác nhá sống của nó rất là dày dẫn như này con này anh em có thể cắt gà được cắt gà khoảng 2 ba kg đều được phần cán của nó này Đấy, nó dày dẫn và nó chắc chắn như này rồi em gửi đến cho anh em cái mẫu này với mức giá là 120.000 nhá 120.000 cho một cái mẫu kéo bạc đa năng gọi là kéo bạc đa năng kẹp càng cua à, rồi có thể kẹp một cái gì vật thể gì mình xoáy đó 120.000 tiếp theo là dòng kéo gà kéo gà của nhật anh em nhé kéo gà của nhật thì mẫu này là cũng đa năng luôn cũng đánh vẩy cá này kẹp hải sản này kẹp hải sản này anh em cắt gà này cắt gà cắt vịt thoải mái cho em đấy sống dày limited luôn này anh em này hàng thép nhật mọi người nhá hàng thép nhật không dỉ không han gì đấy rồi phần cán là được làm hợp kim gang nhá phần cán này em gửi đến cho anh em với mức giá là 180.000 đồng đấy siêu dài luôn siêu dài luôn thì anh em cắt gà các thứ rất là tuyệt vời cho anh em một cái mẫu này 180k thôi anh em nhé sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em cái lô chiếu điều hòa hai mặt của Fuji mọi người nhé Fuji made in Japan mọi người nhé cái lô này thì nó về khoảng vài chục bộ và chục bộ anh em nhé con này uh, chiếu uh, điều hòa hai mặt Hai mặt thì anh em nằm trong uh, điều hòa chuẩn bài luôn Hoặc anh em không có thì nằm rất là mát Một mặt của nó là mặt cói và một mặt của nó là mặt uh, Nó gọi là mặt gì ta Đấy. Đây anh em chờ em chút để em giải cho anh em coi nhá Tặng kèm cho anh em thêm đi kèm là một cái vỏ gối như này Đấy, Một cái vỏ gối như này à, hai, hai cái vỏ gối cho anh em nhé Đấy, và đây là mặt này là mặt chiếu cói nhá mọi người nhá, chiếu cói của Nhật. Rồi, ở đây thì uh, em dở luôn cho anh em. Một uh, mặt là mặt cói, còn mặt này là mặt nó gọi là cái gì nhỉ? Mặt uh... Đây, em dở ra này. Mặt sau này nhớ mãi với dao các bác ạ, mặt này gọi là mặt lụa nhá, mặt lụa. Thì ở đây nó có cái họa tiết hoa văn như thế này. Đấy, họa tiết hoa văn này. Còn mặt đằng sau này là mặt cói này có anh em nằm mùa hè các thứ là rất là mát nhá mọi người nhá rất là mát ở đây con này thì đường kim mũi chỉ của nó làm nó chuẩn chỉ lắm anh em này Đấy. và nó có đầy đủ các thông số cho anh em và các bác luôn Đấy. một mét hai thì nó ít thôi nhưng mà đa phần là một mét sáu đến một mét tám là nhiều đây anh em nhìn nhá Đấy. dòng chiếu cói siêu đẹp luôn Đấy. chiếu điều hòa hai mặt cho anh em nhá rồi em báo giá luôn cho anh em. Nó sẽ đầy đủ kích thước cho các bác nhé à, riêng 1m2 thì ít hơn, ít hơn. Giá của 1m2 là 320 000 các bác nhá. Còn 1m6 của nó là 400 000 đồng 1m8 của nó là 420 000 đồng và 2m thì hầu như là là là, là khừng ít quá. Đấy, nó có một hai cái thôi mọi người nhá. Đấy, 2m thì uh, 2m này Giá là 420 đồng giá luôn cho anh em là hai cái mẫu này. Tại vì cái mẫu này nó ít 2m mét, 2m mét 2m nhân 22 nhá. Và kích thước này chiều ngang của nó là 1,8m nhân 2m mọi người nhá, nhân 2m. Và cái chiếu 2,2m này chiều của nó là chiều ngang là 2m và nhân 2 m mét 2,2. Mét Đấy thì lần lượt em báo giá luôn như này cho anh em coi anh quan sát nhá. Mẫu chiếu này anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ với shop để em có thể gửi hàng đến cho anh em để phục vụ mọi người vào cái mùa hè này. Ok anh em. Và mặt sau như này thì các bác có thể nằm vào những cái mùa thu, mùa lạnh lạnh một chút, rất là xịn sò đây. Đấy, một lớp lụa nhá, lớp lụa. Siêu đẹp luôn. Rồi ok, hôm nay thì em chia sẻ đến cho anh em một vài mẫu sản phẩm của bên shop thì thời lượng video nó có giới hạn nên là anh em nào quan tâm đến cái mẫu nào thì cứ liên hệ với em nhé ngoài ra thì anh em thấy được cái mẫu nào thì cứ liên hệ trực tiếp với em gửi hình ảnh và chia sẻ trực tiếp cho anh em qua zalo rồi ok à, cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video của em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong một cái video lần sau